Cho kính thưa tổng giám mục, kính thưa cha tổng đại diện, kính thưa quý cha, kính thưa quý tu sĩ, quý thầy chủ sinh, kính thưa quý cụ quý ông bà và anh chị em. Khi nói đến Hoàng Nguyên là nói đến tiểu chủng viện Hoàng Nguyên. Cho nên ngay từ khi về nhận diện sở ở Hoàng Nguyên này, con đã cố gắng để tìm hiểu những thông tin về nơi này, đặc biệt là những thông tin về chủng viện Hoàng Nguyên. Tuy nhiên thì những gì mà con biết được thì là những bức hình đen trắng mà cha tiền nhiệm của con, cha Giuse Đào Bá Thiết đã treo ở cái hành lang nhà sứ cũ. Và khi mà con hỏi về tiểu chủng viện Hoàng Nguyên thì trong ký ức của những người lớn tuổi thì biết rằng nơi đây trước đây có bảy tràng, có nhà cha bề trên, có nhà khảo kinh, rồi có nhà cơm các thầy. Còn hình thành từ bao giờ và diễn tiến như thế nào thì nhiều người không có nhớ. Và khi mà đang cố gắng để tìm những cái tài liệu như vậy thì tối hôm qua con đã rất là vui mừng khi mà con đọc một cái bài viết dài 10 trang A4 đề ngày 28 tháng 7 năm 1930 được viết do cha Philip Bonnet về trên của tiểu chủng viện Hoàng Nguyên ngày xưa. Tài liệu này con nhận được từ sơ Lucia Hồng Vân, nguyên phụ trách nhà khuyết tật Hoàng Nguyên. Sơ Lucia Hồng Vân lại nhận được từ một người bạn ở bên Pháp, đọc được ở một cái bài báo mà nhà MED đăng ở trên đó. Và con đã nhờ cha Giuse Vũ Đức An, cha giáo đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội chuyển dịch, và ngài gửi cho con vào chiều ngày vọng lễ Giáng sinh, tức là ngày 24 tháng 12 vừa rồi. Bài viết với tựa đề Suối Vàng Hoàng Nguyên, tiểu chủng viện Thánh Phêrô Hoàng Nguyên, hội thừa sai Hà Nội Bắc Kỳ. Bài viết được chia thành 3 phần, con xin tóm tắt một vài điểm. Phần thứ nhất, từ khởi đầu đến kết thúc chính thức các cuộc bách hại. Theo cha Linh, chính sứ Bái Vàng hay còn gọi là Bái Xuyên thì trụ sở đầu tiên của tiểu chủng viện được thiết lập tại làng Đông Tu. Đây là một cái địa danh cổ nằm ở khu vực Bái Xuyên mà bây giờ thì nhiều người không biết địa danh này nằm ở đâu. Nhưng việc thiết lập tiểu chủng viện bấp bênh với một số không nhiều học sinh bị phân tán giữa các Kitô hữu nơi này, cho nên ảnh hưởng đến việc học, và vì thế Hoàng Nguyên là nơi được chọn lựa. Tên gọi đầu tiên của tiểu chủng viện Hoàng Nguyên là Suối Vàng. Một cách gọi khác của Hoàng Nguyên được Đức cha Tô Lưu đặt vào năm 1845. Người phụ trách đầu tiên là cha Cassie và sau này là cha Theophan Venade. Lý do mà Đức cha Tô Lưu chọn Hoàng Nguyên thì nơi đây là đầm chiêm trũng với nhiều dòng nước chạy ngang qua và các ngài dễ về thoát đi khi bị bách hại. Nơi đây thời đó cũng khá hưng thịnh và đông các Kitô hữu. Ban đầu chủng viện chỉ có 2 lớp. Đến năm 1856, số lượng học sinh lên tới 4 lớp. Ngày 11 tháng 6 năm 1858, quan quân phong tỏa tiểu chủng viện. Nhiều người bị bắt, bị gông cùm xiềng xích nhưng không ai chuẩn thức. Các học sinh còn hát kinh cầu các thánh và lặp lại 3 lần lời cầu khẩn: Chúng con xin cầu cho Đức Vua và các quan, lạy Chúa xin giải thoát họ khỏi sự giữ. Tuy nhiên, tiểu chủng viện vẫn bị đốt thành tro bụi. Phần 2, từ hòa bình, tôn giáo đến các vụ thảm sát từ năm 1884 đến năm 1886. Sau khi bị tàn phá và thiêu rụi năm 1858, tiểu chủng viện không còn. Mãi cho tới năm 1863, Đức cha Terence tổ chức lại việc học ở Tràm Hạ. Nhưng vì Tràm Hạ quá chật nên các lớp học đã được chuyển về Hoàng Nguyên. Công việc tái thiết được bắt đầu với việc mua thêm đất và xây dựng 6 phòng học bằng tranh tre lứa lá. Năm 1865, việc tái thiết hoàn thành, các lớp học bắt đầu trở lại với sự điều hành của cha Saget. Ngày 26 tháng 1 năm 1868,
đã diễn ra một sự kiện mà như tác giả nói, sự kiện chấn động và huy hoàng ở chính tiểu thượng vượng Hoàng Nguyên này. Đức cha Polinia được thánh hiến. Sự kiện này đã quy tụ 3 đức giám mục, 18 thừa sai, 28 linh mục bản xứ, 500 giáo lý viên hoặc chủng sinh và hàng ngàn Kitô hữu. Sau một thời gian bị hỗn loạn liên quan đến giặc cờ đen, tiểu thượng viện lại được tiếp tục. Các học sinh được học tu từ, văn học, ngữ pháp, Latin, lịch sử, địa lý, toán học và nhiều môn học khác. Tháng 10 năm 1881, một cơn bão khủng khiếp đã tràn qua chủng viện, đến nỗi những ngôi nhà đổ xuống như những lá bài. Công việc tái thiết lại được bắt đầu. Nhà nguyện là công trình đầu tiên được tái thiết, rồi đến nhà bề trên, nhà lớp học, phòng ăn, ký túc xá. Số học sinh lớp này tăng lên khoảng 120. Giai đoạn thứ 3, từ năm 1886 đến năm 1930. Đang khi số lượng học sinh tăng lên hàng năm thì xuất hiện một căn bệnh hiếm thấy được gọi là beriberi. Các thầy thuốc bất lực, nhiều người nhiễm bệnh đã chết. Trước sự bất lực của khoa học và thầy thuốc, cha Contreras đã sấn với thánh Giuse và cả cộng đoàn long trọng cam kết xây một nhà nguyện kính thánh nhân, cam kết cầu nguyện mỗi tuần 2 lần vào Chủ nhật và thứ tư. Và thật kỳ diệu, bệnh beriberi đã biến mất vào năm 1890. Năm 1904, một sư huynh đã vô tình phóng hỏa khu nhà quản lý, nhà bếp, phòng ăn, phòng khách. Vì tất cả đều được làm bằng gỗ và rơm nên cháy như que riêng vậy. Việc tái thiết những công trình bị cháy được xây dựng lại theo phong cách mới, tường bằng đất nung, cột gỗ và mái ngói. Số lượng học sinh lớp này lên tới 200 người. Sau năm 1930, thì những gì con biết chỉ là ký ức của một số người lớn tuổi ở nơi đây. Và một số người cho rằng vào khoảng năm 1943 hoặc năm 1953 gì đó, chủng viện Hoàng Nguyên bị đóng cửa. Tới năm 1971 thì nhà nước đã trưng dụng làm thành trường trung học phổ thông Phú Xuyên D và trường trung học cơ sở. Đến năm 1998, trường trung học phổ thông Phú Xuyên D và trường trung học cơ sở chuyển đến địa điểm mới. Ngày 23 tháng 10 năm 2006, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây giao lại 14.087 m² cho Tòa Giám mục Hà Nội. Người đại diện cho Tòa Tổng Giám mục Hà Nội nhận là cha Giuse Vũ Ngọc Duẫn, chính sứ Bái Xuyên, kiêm nhiệm Hoàng Nguyên. Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã ký quyết định hợp nhất các cơ sở đào tạo và xây dựng cơ sở vật chất tại Hoàng Nguyên. Ngày 29 tháng 8 năm 2022, bản vẽ quy hoạch và bản vẽ thiết kế phân khoa triết học và tu đức. Công trình này có hình thức như trên bức phông mà chúng ta thấy đây. Diện tích xây dựng là 1.872 m², số tầng là 4 tầng cộng 1 tung. Tổng diện tích sàn là 7.249,68 m², chiều cao là 18,9. Công trình này cùng với khu nhà phụ trợ là 360 m². Công trình này đáp ứng chỗ ở và sinh hoạt cho 14 cha giáo, 150 chủng sinh và những người phục vụ. Đó là một vài điều về tiểu sử ngày xưa cũng như về tương lai của chủng viện ngày nay. Con xin được trình bày với Đức Tổng, với cộng đoàn. Con xin chân thành cảm ơn. Và đây con xin Đức Tổng chủ sự nghi thức làm phép khu vực để xây dựng.